Chồng đại gia Thiên Lý, nương tựa hơn một thập kỷ và những bí mật ít ai biết. Ông xã Dương Trương Thiên Lý là một người đàn ông không phải dạng vừa trong chốn thương trường. Ông chính là điểm tựa của mỹ nhân này suốt một thập kỷ qua. Dương Trương Thiên Lý nổi tiếng từ khi đoạt ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2008. Người đẹp đăng quang khi vừa tròn 19 tuổi. Sau đó cô quay lại Mỹ, tiếp tục con đường học vấn thay vì hoạt động mạnh mẽ trong showbiz Việt. Không chỉ có nhan sắc ấn tượng, Thiên Lý còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước gia thế không phải dạng vừa. Người đẹp 8X sinh ra trong gia đình tri thức, có bố là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ, anh chị em đều học tập và tốt nghiệp tại Mỹ. Đến tháng 8 năm 2011, cái tên Thiên Lý một lần nữa gây náo nhiệt showbiz khi thông báo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn, con trai của một gia tộc đề thế. Doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn hay còn gọi là Tony Toàn, sinh năm 1970 tại Bình Định. Sau thời gian học tập tại Mỹ và lập nghiệp tại Canada, ông Toàn về Việt Nam và làm tư vấn nhà máy bia San Miguel trong khoảng thời gian từ năm 1993 tới năm 2008. Ông liên tục thay đổi công việc với nhiều lĩnh vực khác nhau và bắt đầu lấn sâu vào công việc kinh doanh của gia đình. Đến năm 2014, doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Nam Á Bank trong Đại hội Cổ đông, qua đó lọt top các chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi nhất. Trên thương trường, doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn được biết đến là người có tầm ảnh hưởng nhưng đời tư vô cùng kín tiếng, rất ít khi xuất hiện trước công luận. Các chức vụ mà ông Toàn nắm giữ như Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rồng Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Cầu, Công ty Cổ phần Sài Gòn Nhà đất, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Cầu Nha Trang. Bên cạnh đó, ông Toàn còn sở hữu nhiều khu resort bất động sản quy mô tầm cỡ. Chồng của Thiên Lý chính là con trai của bà Trần Thị Hường, Tư Hường, người phụ nữ quyền lực lãnh đạo Ngân hàng Nam Á, Tập đoàn Hoàng Cầu, đơn vị giữ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam. Trong giới kinh doanh, lão bà thép Tư Hường đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng, với tài sản lên tới hàng trăm triệu đô. Năm 2011, ông Nguyễn Quốc Toàn kết hôn với Á hậu Thiên Lý. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức bí mật và khá đơn giản tại khách sạn Park Hyatt, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, cặp đôi chỉ mời những bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình. Cô dâu còn yêu cầu quan khách không được chụp ảnh trong bữa tiệc. Sau khi kết hôn, Á hậu Thiên Lý cũng rất ít xuất hiện chung với chồng tại các sự kiện và bước màn về cuộc sống làm dâu nhà trăm anh thế Việt là những thông tin vô cùng hiếm hoi. Á hậu Thiên Lý cũng hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật, thay vào đó là tập trung chăm lo cho gia đình của công việc kinh doanh. Đáng chú ý, vào năm 2013, Thiên Lý tái xuất với vai trò giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, đồng thời gây choáng ở thời điểm bất ngờ khi Ngân hàng Nam Á công bố cô sở hữu hơn 14,7 triệu cổ phiếu Nam Á, tương đương 4,92% cổ phần, có trị giá đến 147 tỷ đồng. Về phương diện kinh doanh, sau khi làm dâu hào môn tháng 9 năm 2019, Á hậu được công bố là cổ đông lớn nhất, sở hữu 78% cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng gia Đà Lạt. Hoạt động kinh doanh của công ty luôn có sự hậu thuẫn lớn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á của chồng bà Dương Trương Thiên Lý. Theo các số liệu tài chính được công bố, thì việc kinh doanh của công ty bà Thiên Lý không mấy suôn sẻ khi liên tục lỗ vốn trong nhiều năm. Nhưng mới đây, Công ty Cổ phần Hoàng gia Đà Lạt của Á hậu vẫn được xem xét để mở rộng quy mô đầu tư dự án khu nghỉ mát Đà Lạt và được Ngân hàng Nam Á tiếp tục bơm 1.600 tỷ đồng để làm dự án. Điều này đã đặt ra dấu hỏi lớn về hoạt động kinh doanh của công ty bà Lý có hiệu quả hay không, hay chỉ nhờ có người chồng nương tựa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị một ngân hàng lớn nên bà dễ dàng trong việc xoay sở vốn. Năm 2019, ông Nguyễn Chấn, chồng cố doanh nhân Tư Hường cũng chính là bố chồng của Á hậu Thiên Lý, đã lên tiếng tố cáo con trai con dâu và cha của con dâu chiếm đoạt tài sản lên tới 30.000 tỷ đồng. Bố chồng của người đẹp này mong muốn đòi lại số tiền để chia đều cho các con vì cho rằng không thể chấp nhận việc con cái bất hiếu, dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản chung của gia đình. Tuy nhiên sau đó vụ việc dần chìm xuống và rơi vào quên lãng. Trước lùm xùm tai tiếng này, Thiên Lý không lên tiếng đính chính hay phủ nhận. Cho đến hiện tại, đời tư của Thiên Lý và sự tò mò của công chúng luôn cách nhau một bức tường vì người đẹp sinh năm 1989 chưa bao giờ chia sẻ về cuộc sống phía sau hình ảnh nàng dâu chốn hào môn. Dư luận đến nay cũng chỉ phong phanh rằng Á hậu sống rất sung túc, hạnh phúc trong cuộc hôn nhân suốt một thập kỷ qua.